Ban biên tập xin được gửi đến lời chào và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm, đồng hành cùng tin tức 24 giờ. Trong bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nhanh nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Hải Dương thêm 3 ca dương tính COVID-19, có công nhân khu công nghiệp. Bắt giữ một người nghiện ma túy nghi nhiễm COVID-19 trốn khỏi khu cách ly. Cà Mau chuẩn bị bệnh viện dã chiến kéo dài giãn cách xã hội. Nghệ An xót xa nữ sinh lớp 10 tử vong dưới đập nước. Chốt kiểm dịch phát hiện kẻ trốn truy nã từ Hà Giang lang thang về Hà Nội. Chile trở thành quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới. Tiêm trộn AstraZeneca Sputnik V không gây tác dụng phụ nghiêm trọng. EU thông qua khuôn khổ pháp lý trừng phạt đối với Liban. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Hải Dương thêm 3 ca dương tính COVID-19, có công nhân khu công nghiệp. Sáng 31 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương thông tin, địa phương vừa ghi nhận thêm 3 ca dương tính COVID-19, trong đó 2 trường hợp trú tại huyện Nam Sách, 1 trường hợp ghi nhận tại huyện Kim Thành. Cụ thể, bà NTL 66 tuổi và anh THT 33 tuổi, con trai bà NTL, cùng trú tại thôn Thượng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách. Cả hai là F1 của bệnh nhân 137.232, chồng bà NTL. Theo dịch tễ, bà NTL 66 tuổi, làm nghề bán rau củ quả tại chợ ở địa phương. Hàng ngày, bà ở nhà trông cháu, đi chợ mua đồ ăn, tiếp xúc với nhiều hàng xóm và một số người bán hàng. Qua truy vết, lực lượng chức năng xác định 16 trường hợp F1 với bà NTL. Còn anh THT 33 tuổi, con trai bà NTL, làm công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sumidenso Việt Nam, địa chỉ tại khu công nghiệp Đại An, thành phố Hải Dương. Nam công nhân sống cùng nhà với bố mẹ và cả bố mẹ anh đều dương tính COVID-19. Trường hợp thứ ba là chị VTB, làm nghề may và chỉ nhận hàng gia công tại nhà. Đến ngày 30 tháng 7, chồng chị có biểu hiện đau mỏi người nên cả hai ra trung tâm y tế huyện xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Đến sáng 31 tháng 7, kết quả xét nghiệm khẳng định chị VTB dương tính COVID-19. Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Kim Thành họp khẩn phong tỏa toàn bộ xóm 1 thôn Quỳnh Khê, nơi chị VTB cư trú gồm 11 hộ dân, 39 nhân khẩu. Lực lượng chức năng đã truy vết được 20 F1 liên quan và đưa đi cách ly tập trung. Bắt giữ một người nghiện ma túy nghi nhiễm COVID-19 trốn khỏi khu cách ly. Ngày 31 tháng 7, tin từ Công an thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn L sau gần 2 giờ trốn khỏi khu cách ly y tế tập trung. Trước đó, ngày 30 tháng 7, ngành y tế thị xã La Ghi sau khi test nhanh sàng lọc trong khu phong tỏa, phát hiện L dương tính lần 1 với COVID-19 nên đưa đi cách ly và điều trị. Do nghiện ma túy nặng nên trong khi chờ xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR thì L đã trèo qua cửa sổ rồi leo qua hàng rào khu cách ly y tế tập trung bỏ trốn. Công an thị xã La Ghi đã tổ chức lực lượng truy bắt và khoảng 2 giờ sau đã tạm giữ được L. Nguyễn Văn L khai nhận do nghiện ma túy nên tìm cách trốn khỏi khu cách ly tập trung và quay về nhà. Tuy nhiên, do cả gia đình đã được đưa đi cách ly, nên người này trốn vào hội trường khu phố 9, Bình Tân, rồi tìm cách liên lạc với nhóm bạn nghiện để kiếm ma túy. Hiện ngành y tế thị xã La Ghi đã đưa Nguyễn Văn L và 7 bạn nghiện ma túy của L đi cách ly y tế tập trung. Cà Mau chuẩn bị bệnh viện dã chiến kéo dài giãn cách xã hội. Tối muộn 30 tháng 7, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã thống nhất và cho chủ trương kéo dài giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau thêm một tuần, tức đến ngày 8 tháng 8. Mặc dù là tỉnh chưa có nguy cơ cao, nhưng hiện Cà Mau đang trong khu vực có nhiều tỉnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan cao. Gần đây lượng người từ vùng dịch về Cà Mau còn nhiều, trong khi năng lực y tế ở địa phương còn nhiều hạn chế. Sau hơn 12 ngày áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ, Cà Mau đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, không phát sinh nhiều ca dương tính. Tuy nhiên, lo nhất ở Cà Mau là lực lượng tài xế đường dài vận chuyển hàng hóa, những người đi làm ăn xa lén lút về địa phương tìm cách trốn tránh chốt kiểm soát cả trên tuyến đường sông, đường biển. Khắc phục lỗ hổng nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đề nghị cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc việc cách ly tạm thời đối với tài xế và những người đi cùng tại những vị trí tập kết xuống hàng đã được quy định. Nghệ An, xót xa nữ sinh lớp 10 tử vong dưới đập nước. Vào lúc 9 giờ sáng 31 tháng 7, gia đình ông Võ Văn Quang ở xóm 1, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương cùng cán bộ nhân dân trong xóm đã tổ chức lễ mai táng cho em Võ Thị Mơ, sinh năm 2005. Trước đó vào khoảng 20 giờ đêm 30 tháng 7, em Võ Thị Mơ rời khỏi nhà. Đến khuya không thấy em Mơ trở về, mọi người trong gia đình hoảng hốt đi tìm. Khi qua đập Me thuộc địa bàn xóm 1, mọi người thấy đôi dép của em trên bờ, nghi chuyện chẳng lành đã xảy ra, người dân trong xóm đã ra tìm em dưới lòng đập. Đến 2 giờ sáng ngày 31 tháng 7, thi thể em Mơ được tìm thấy và đưa lên bờ. Em Võ Thị Mơ vừa học xong lớp 10, chuẩn bị lên lớp 11. Chốt kiểm dịch phát hiện kẻ trốn truy nã từ Hà Giang lang thang về Hà Nội.
ngày 31 tháng 7, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, đơn vị đã phát hiện bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã. Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày 30 tháng 7, tổ tuần tra kiểm soát Công an xã Đông Hội đang làm nhiệm vụ tại tuyến đường để Đông Hội phát hiện một nam thanh niên đang đi bộ vi phạm về phòng chống dịch COVID-19 và có biểu hiện nghi vấn. Khi thấy tổ tuần tra, người này đã bỏ chạy. Tổ tuần tra kiểm soát đã giữ lại được nam thanh niên và đưa về trụ sở để xác minh xử lý. Qua xác minh, nam thanh niên tên là Mua Xeo Chu, sinh năm 2003, ở thôn Lùng Cúng, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, Hà Giang, là đối tượng bị truy nã theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quản Bạ, Hà Giang về hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu, đối tượng khai nhận sau khi trộm cắp tài sản, Chu đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và lang thang tới Hà Nội. Chile trở thành quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới. Theo Bộ Y tế Chile, đã có 80% dân số trưởng thành tại nước này được tiêm phòng vaccine COVID-19. Chile vừa đạt được một bước tiến đáng kể trong nỗ lực đẩy nhanh tiêm phòng vaccine COVID-19. Bộ Y tế Chile cho biết, đã có 80% dân số trưởng thành tại nước này được tiêm phòng vaccine COVID-19. Con số này đưa Chile trở thành quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 cao nhất hiện nay. Như vậy, chỉ 5 tháng sau khi Chile tiến hành chiến dịch tiêm chủng diện rộng, nước này đã đạt được mục tiêu 80% dân số, tương đương 15 triệu người được tiêm ít nhất một mũi. Kể từ đầu tháng 6, Chile đã ghi nhận số ca mắc trong ngày giảm dần và xuống dưới con số 1.500 ca một ngày cho đến nay. Tiêm trộn AstraZeneca Sputnik V không gây tác dụng phụ nghiêm trọng. Quỹ đầu tư trực tiếp Nga ADIF ra thông cáo báo chí hôm 30 tháng 7, các nghiên cứu về tính an toàn và sinh miễn dịch khi tiêm trộn vaccine của AstraZeneca và phiên bản một mũi của Sputnik V đã được tiến hành ở Azerbaijan hồi tháng 2. 50 tình nguyện viên đã được tiêm trộn và đang mời thêm những người mới. Phân tích ban đầu cho thấy, tiêm trộn hai loại vaccine này không gây tác dụng phụ nghiêm trọng hay nhiễm COVID-19 sau tiêm chủng. Dữ liệu ban đầu về khả năng sinh miễn dịch khi tiêm kết hợp hai vaccine AstraZeneca và Sputnik V sẽ được công bố vào tháng sau. Giám đốc điều hành ADIF Kirin Dmitry kỳ vọng việc tiêm trộn hai loại vaccine sẽ thành công ở Azerbaijan và các quốc gia khác, cho phép triển khai hiệu quả hơn các chương trình tiêm chủng để bảo vệ người dân trên thế giới. Lãnh đạo hãng dược AstraZeneca cũng bày tỏ kỳ vọng về kết quả tiêm trộn vaccine COVID-19, cho biết kết hợp các loại vaccine khác nhau là một trong những phác đồ tiêm chủng hứa hẹn nhất để nghiên cứu. Một số nghiên cứu cho thấy kết quả khả quan trong tiêm trộn vaccine COVID-19, song nhiều nhà khoa học cho rằng vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu sâu rộng hơn để củng cố phương án này. Tiêm trộn vaccine COVID-19 còn được coi như lựa chọn tốt ở một số nước đang thiếu một loại vaccine nhất định. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo về vấn đề tiêm trộn, cho rằng quyết định chọn loại vaccine kết hợp và khoảng thời gian giữa các mũi tiêm phải được cơ quan y tế hướng dẫn cụ thể. EU thông qua khuôn khổ pháp lý trừng phạt đối với Liban. Đại diện của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU ngày 30 tháng 7 đã thông qua một khuôn khổ pháp lý áp đặt trừng phạt với những cá nhân liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị tại Liban. Theo khung pháp lý này, các cá nhân trong danh sách trừng phạt sẽ bị cấm nhập cảnh vào EU, đóng băng tài sản, cấm tài trợ từ EU. Những biện pháp này nhằm giúp thúc đẩy quá trình thành lập chính phủ mới và các cải cách cần thiết tại quốc gia Trung Đông này. Lệnh trừng phạt của EU sẽ nhắm vào các cá nhân hoặc tổ chức cụ thể có hành vi ảnh hưởng đến tiến trình chính trị dân chủ, như liên tục cản trở việc thành lập chính phủ hoặc tổ chức các cuộc bầu cử và các hành vi khác. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới WB, sau gần một năm chia rẽ nội bộ nghiêm trọng, Liban đã rơi vào một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới kể từ năm 1850. Bản tin trên cũng đã kết thúc chương trình 24 giờ hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, quan tâm và theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, xin mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận dưới video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp và phản hồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của kênh tin tức 24 giờ.